Znajdujemy się w Salwadorze jak... Một quả tên lửa chưa đổ cao ngang đầu người cắm thẳng trên mặt đất và tiếng bom đạn đang vang rền từ phía xa. Người đàn ông Ba Lan này tên là Damian Duda, 34 tuổi, hiện là tình nguyện viên quân y ở Ukraine. Anh từng làm việc trong ngành truyền thông ở quê nhà nhưng đã đến đây từ năm 2014. Chiếc camera được gắn trên mũ bảo hiểm của Duda và những câu chuyện anh kể chính là cách khắc họa những gì đã xảy ra ở Ukraine. Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa người lính ra khỏi tuyến lửa, chăm sóc y tế cơ bản cho họ, đảm bảo rằng họ được cầm máu, loại bỏ các vấn đề về hệ hô hấp, đường thở và đưa họ đến một nơi tương đối an toàn, nơi có xe cứu thương đang đợi. Tôi rất sợ bị bắn. Lần đầu đụng phải người đàn ông trọng thương này, hóa ra tôi giữ bình tĩnh, biết cách xử trí. Hóa ra dù sợ hãi nhưng tôi vẫn kiềm chế được và biến nó thành khả năng bình tĩnh suy nghĩ và đưa ra quyết định nhanh chóng. Duda bắt đầu làm việc này vào năm 2014, ban đầu chỉ có một mình. Bây giờ anh có một nhóm 6 người, tất cả đều là người Ba Lan và từng có kinh nghiệm hoạt động ở tận Iraq và Syria. Họ sử dụng bộ xe chuyên dụng và tường thuật công việc của mình trên mạng xã hội. Cảnh này đã được quay ở Soledad vào đầu tháng 1, nơi đây hiện đã hoang tàn, đầy hố bom đạn. Nga đã tuyên bố kiểm soát được Soledad. Vì là người hoạt động tình nguyện, nếu Duda thiệt mạng thì gia đình anh sẽ phải tự lo đưa thi thể anh hồi hương. Dù chỉ ăn một mẩu bánh mì thì cũng nên hạnh phúc. Bởi vì trước hết, mình còn thứ gì đó để ăn và thứ hai là mình còn cơ hội để ăn, mình còn sống. Những vì sao rực sáng hơn sau những trải nghiệm như vậy, vì mình còn có thể ngắm sao, chỉ cần nhìn thấy sao thì điều đó có nghĩa là không có máy bay, không người lái trên đầu, không có đạn pháo bay trong không trung, mình có thể hít thở không khí trong lành. Nhờ đã ở Ukraine, mình thấy được những điều, những niềm vui nhỏ mà bình thường sẽ không để ý. Những thành viên trong đội của Duda đều là tình nguyện viên, họ xin nghỉ phép để có thể đến các vùng chiến sự. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.